Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đang xem chương trình Hành Trang Du Học được phát sóng vào lúc 18:30 vào các ngày thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh SMTV. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở một số nước châu Á thì các bạn sinh viên chỉ cần nhận đơn xin nhập học là có thể sang nước đó để học tập. Tuy nhiên, ở các nước châu Âu và đặc biệt là ở nước Mỹ thì các bạn phải trải qua vòng phỏng vấn xin visa thì các bạn mới có thể đến và học tập ở nước Mỹ. Và hôm nay, trong buổi trò chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Và đến với buổi tọa đàm hôm nay của chúng ta, rất hân hạnh được chào đón chị Trần Thị Lệ Oanh, là giám đốc của công ty tư vấn du học quốc tế Châu Đại Dương. Bạn Trần Tuấn Vũ là sinh viên của trường Đại học Hùng Vương, bạn vừa trải qua thành công buổi phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Và bạn Đinh Nguyễn Anh Thư, bạn là sinh viên của trường Đại học Huffman và bạn cũng đã rất thành công trong buổi phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Và ở đây cũng có sự hiện diện của các vị phụ huynh và các bạn học sinh đang trong quá trình chuẩn bị phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Và để mở đầu cho buổi trò chuyện hôm nay, câu hỏi trước tiên xin được dành cho chị Oanh. Vâng, thưa chị Oanh, chị có thể cho biết những cái thủ tục để mà phỏng vấn xin visa dành cho các bạn muốn đi du học Mỹ ạ? Thì trên thực tế đó, để làm được một cái bộ hồ sơ mà đi xin visa du học Mỹ thì không phải là cái chuyện đơn giản. Thì ngoài cái việc mà xin được các giấy nhập học về cho các em rồi, thì sau khi có giấy về thì bên công ty chị phải chuẩn bị tất cả những giấy tờ một cách hoàn hảo để làm sao các bé có được một cái buổi phỏng vấn mà tốt nhất. Thì có giấy nhập học về, bên công ty sẽ tiến hành xin phỏng vấn, điền đơn, đặt cái ngày nhập học cho các em. Rồi mình sẽ làm thủ tục là đóng phí phỏng vấn cho các em, đóng cả cái phí CVIS. Thì cái phí CVIS mình gọi là cái phí an ninh nội địa dành cho sinh viên quốc tế học tại nước Mỹ. Đó, và chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn. Nói chung là chuẩn bị về cái mặt tâm lý là quan trọng nhất, bên cạnh những cái vấn đề mà chuẩn bị về hồ sơ đầy đủ cho các em về giấy tờ nhập học, về giấy tờ cá nhân và giấy tờ tài chính, thì cái mặt mà tâm lý là cái quan trọng nhất. Bởi vì là các em sẽ cảm thấy là giống như là mình sẽ sắp phải thi đấu một cái cuộc thi rất là quan trọng để quyết định cái bước mốc của cuộc đời của mình. Trong cái quá trình mà phỏng vấn xin visa thì chắc chắn là các chuyên viên phỏng vấn sẽ đặt ra cho chúng ta rất là nhiều câu hỏi khó. Vậy thì Vũ có thể chia sẻ cái cách xử lý của bạn khi mà bạn gặp những câu hỏi khó nó như thế nào? Mình sẽ bình tĩnh và tự tin trả lời những câu hỏi họ đã đặt ra cho mình. Bạn đã có được cái sự tư vấn của ai không? Và bạn có được chuẩn bị về cái mặt tâm lý để khi mà mình đối diện với lại chuyên viên tư vấn thì mình có được một cái sự tự tin đó? Lúc đầu ở công ty du lịch tư vấn thì đã chuẩn bị cho mình một tâm lý và sẵn sàng trả lời được các câu hỏi của người tư vấn đặt ra cho mình. Qua đó mình đã chuẩn bị được tâm lý khá là tự tin để đối mặt với họ. Trải qua cái buổi phỏng vấn thì chắc chắn là Thư sẽ rút ra cho mình rất là nhiều kinh nghiệm. Vậy thì hôm nay Thư có thể chia sẻ những kinh nghiệm đó đến với các bạn khán giả đang xem đài. Dạ thưa chị, là em cũng rất là may mắn so với nhiều bạn khác, đó là phỏng vấn một lần thì được. Thì kinh nghiệm của em không có nhiều, nhưng mà em muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà mình đi thì mình phải chuẩn bị thật là chu đáo các cái ý cần phải trả lời và phải thật là bình tĩnh, thoải mái, thư giãn khi mà trả lời. Cái cách mở đầu một cái câu chuyện, một buổi phỏng vấn cũng rất quan trọng để tạo thiện cảm với người ta. Và khi phỏng vấn thì cũng nên chú ý trả lời thật xúc tích, ngắn gọn và dứt khoát quan điểm của mình. Người ta thường sẽ hỏi xoáy vào các cái vấn đề như là khả năng Anh ngữ của mình, cái trường mình được mình chọn và tài chính của gia đình mình. Thì em nghĩ là các bạn nên lắng nghe thật kỹ và trả lời thật là lưu loát, thật là bình tĩnh. Dạ thưa chị Anh, thì trong cái quá trình phỏng vấn thì các chuyên viên của lãnh sự thường quan tâm đến những cái yếu tố nào của cái người được phỏng vấn và cái bộ hồ sơ của họ? Để đi du học đó thì thường là cái đầu tiên mà người ta quan tâm nhất là cái vấn đề học tập của các em trước đã đó. Và để du học nước ngoài thì cái thứ hai là các em cần nắm đến là cái tiếng Anh của mình phải tốt đó. Và sau khi những cái phần đó đã ok rồi thì cái viên chức lãnh sự quán họ sẽ quan tâm đến cái vấn đề tài chính gia đình mình, các em có đủ điều kiện để mà tham gia cái khóa học ở bên Mỹ hay không.
đó. Và thường là họ chỉ xoáy sâu các vấn đề đó, và tiếp theo nữa là các em sẽ ở với ai khi qua bên đó, ở với người bản xứ hay là sẽ ở với người thân của mình, đó là những người cái mà họ sẽ quan tâm nhất. Bạn là người trực tiếp được phỏng vấn và người trực tiếp đối diện với lại chuyên viên phỏng vấn, thì bạn nhận thấy là những cái yếu tố mà người ta quan tâm đến khi mà người chuyên viên phỏng vấn bạn? Đối với em thì em được chú ý tới đó là vấn đề học lực của mình. Thì em cũng may mắn là có một bộ hồ sơ khá là tốt ở bảng điểm cấp 3 cũng như là chương trình đại học em đang học. Và sau đó là cái bằng TOEFL cũng rất quan trọng. Và em nghĩ là chúng ta sẽ càng tự tin hơn khi mà mình đã có sẵn cái bằng TOEFL rồi, so với khi là mình tự nói chuyện tiếng Anh với người ta. Và sau đó là cái trình độ khả năng Anh ngữ khi mình giao tiếp với họ có đủ chứng minh cho họ thấy là mình có khả năng giao tiếp hay không, có khả năng thích nghi trong môi trường mới hay không. Và cái tiếp theo đó là cái khả năng tài chính của gia đình mình. Người ta thường hỏi những câu giống như là ba mẹ em làm cái gì và kế hoạch tương lai của em như thế nào. Thường thì nhân viên lãnh sự quán rất là thích những sinh viên có khả năng tự lập và có kế hoạch tương lai rõ ràng. Còn về Vũ thì đã trải qua cái buổi phỏng vấn rồi và đã rất là thành công, thì bây giờ Vũ có thể chia sẻ lại những cái kinh nghiệm để làm sao mà bạn có thể thành công được trong cái buổi phỏng vấn xin visa? Lúc đầu mọi người đã bỡ ngỡ, và sau đó khi lên công ty du lịch Châu Đại Dương và đã được các nhân viên tư vấn những câu hỏi đặt trước để mình sẵn sàng đối mặt với lãnh sự quán để mình trả lời những câu hỏi của họ. Rất là cảm ơn Vũ đã có những cái kinh nghiệm thực tế, và những cái kinh nghiệm như vậy thì rất cần thiết đối với các bạn mà đang trong cái quá trình chuẩn bị đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ, và các bạn thì cũng đang rất là hào hứng muốn có đặt những cái câu hỏi để mà hỏi chị Oanh và các bạn ở đây. Và bây giờ thì các bạn đã có đặt những câu hỏi gì để mà hỏi chị Oanh và bạn Thư, bạn Vũ để giải đáp những cái thắc mắc của mình? Nếu mà mình vô phỏng vấn thì những chuyên viên lãnh sự quán hỏi mình về cái câu hỏi về gia đình thì mình sẽ trả lời như thế nào? Về vấn đề mà người thân đó thì hầu như là các phụ huynh và các học sinh thì cũng rất là quan tâm khi mà trả lời phỏng vấn. Thì nơi chị Anh là cái người mà làm trong cái lĩnh vực này á, thì lúc nào chị cũng khuyên là cái gì mình cũng phải nên nói sự thật. Thì người Mỹ họ nói là có những cái tiêu điểm mà họ xét ở trong cái hồ sơ đó là be yourself and tell the truth, là lúc nào mình cũng phải nói sự thật. Ví dụ như là em có người thân thì em sẽ ở với họ, thì em cũng sẽ nói ra lý do là tại sao em sẽ ở với họ. Hoặc là nếu như mà em có người thân mà em không ở thì em cũng sẽ giải thích ra là tại sao em sẽ không ở. Thì họ với những câu giải thích đó họ sẽ đồng ý với em. Cho mình hỏi hai bạn là nếu như mà mình không có thành thạo tiếng Anh đó, thì có ảnh hưởng gì đến vấn đề mà xin visa không? Dạ thưa chị, thì theo em được biết khi mà phỏng vấn thì nhân viên lãnh sự quán sẽ hỏi mình tất cả bằng tiếng Anh. Và thắc mắc của bạn cũng như nhiều bạn khác thì mình nghĩ là bạn nên cố gắng chuẩn bị những câu hỏi mà cơ bản nhất mà có thể là các anh chị truyền lại hay là công ty tư vấn cho bạn, thì bạn nên cố gắng chuẩn bị nội dung trả lời. Chứ còn nếu như mà thật ra thì cũng có một thông dịch viên ở đó, họ sẽ giúp mình để họ hỏi mình và mình trả lời lại, có thể bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt. Nhưng mà mình nghĩ cái tỷ lệ mà khi mình trả lời bằng tiếng Việt sẽ không cao bằng khi mình trả lời được tất cả bằng tiếng Anh. Thì mình nghĩ bạn nên cố gắng, có thể là Anh văn chưa tốt lắm nhưng mà cố gắng trả lời được những cái câu hỏi đơn giản đó thôi. Vừa rồi mình có nghe bạn nói về có những câu hỏi cơ bản gì, cho mình hỏi được những câu hỏi cơ bản đó gồm những câu hỏi gì không? Trả lời câu hỏi của bạn đó là có thể một số câu hỏi cơ bản như là hỏi về tên tuổi hay là cái ngành mình đang học và cái trường mình chọn ở bên Mỹ là như thế nào. Những câu hỏi cơ bản đó mình có thể trả lời bằng tiếng Anh. Còn những câu hỏi phức tạp hơn, ví dụ như là câu hỏi về tài chính, gia đình thì mình có thể xin nhân viên lãnh sự để được trả lời bằng tiếng Việt. Vậy thì cho mình hỏi là nếu như mà mình bị rớt một lần thì mình có cơ hội xin lần thứ hai và có phải làm lại hồ sơ từ đầu hay không? Nếu như mà cái lần đầu tiên đó các bạn phỏng vấn không có đậu đó thì mình vẫn còn rất là nhiều những cái cơ hội để lần sau, bởi vì là
họ đều cho mình một cái một năm á, thì mình có thể phỏng vấn được nhiều lần, miễn sao là cái hồ sơ của mình phỏng vấn trước cái ngày nhập học là được rồi. Đó. Anh chị cho em hỏi là khi mà phỏng vấn buổi đầu tiên á, thì những câu hỏi đầu tiên lãnh sự quán sẽ hỏi mình những câu gì và mình nên trả lời như thế nào? Với mình thì nhân viên lãnh sự quán hỏi là tại sao bạn lại chọn cái trường đó, tại sao lại chọn nước Mỹ, bạn có người thân ở bên đó hay không, và người thân làm gì, ba mẹ của bạn làm gì. Đó là những câu hỏi rất là cơ bản thôi. Chào bạn, cho mình hỏi là khi đi phỏng vấn á, làm sao để chứng minh với lãnh sự quán là học xong là mình sẽ quay về nước mà không ở lại? Trong cái kế hoạch tương lai của bạn trình bày ra, bạn sẽ liệt kê bạn học như thế nào, sẽ làm gì ở bên đó, và sẽ liệt kê tương lai xa hơn nữa, và lúc đó là bạn sẽ liệt kê vào trở về Việt Nam. Khi mà về Việt Nam, bạn sẽ phải nói ra những gì mục đích của mình khi mà trở về. Ví dụ, bạn chỉ nói khi tôi học xong và trở về Việt Nam, thế là chưa đủ. Bạn sẽ nói thêm rằng là bạn sẽ tìm một công ty nước ngoài làm việc ở đó bao lâu, và tương lai của bạn có mở công ty riêng hay không. Tôi xin hỏi, như tôi có một đứa con là đại học, nghe nói là khi mà đi phỏng vấn khai là có người thân ở bên Mỹ thì thường người hay đánh rớt, vậy là có đúng hay không? Mà nếu mà khi phỏng vấn mình nên khai đúng sự thật hay là không nên khai? Xin trả lời cho tôi biết vấn đề đó được rõ hơn. Mình cũng có người thân ở bên Mỹ, nhưng mà mình nghĩ tốt nhất là bạn nên trả lời với nhân viên lãnh sự là bạn sẽ ở theo chương trình homestay hay là ở một căn hộ như thế nào đó. Và nói lý do ra thì thường cái lý do là bởi vì mình thích sống độc lập, mình thích sự tự do, mình thích giao lưu học hỏi văn hóa nơi nước người ta, và mình thích cuộc sống mà được tiếp cận với nhiều người, không phụ thuộc vào gia đình mình để chứng tỏ bản thân mình, khiến cho mình ngày càng trưởng thành hơn. Và rất cảm ơn các bạn đã tham dự buổi trò chuyện hôm nay và đã gửi đến những câu hỏi rất là thực tế và hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị du học Mỹ. Phỏng vấn xin visa có thể là một rào cản, nhưng đó cũng là một bước ngoặt quan trọng để các bạn có thể tự tin thể hiện bản thân mình cũng như đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời. Bên cạnh đó, các bạn có thể chứng minh được khả năng tự lập và học tập tại đất nước mà các bạn muốn đến. Để biết thông tin chi tiết về vấn đề này, các bạn hãy vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hanh trang du học@smtv.com.vn hoặc overseasstudy@chaodaidương.net. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Oanh, bạn Vũ, bạn Thư đã có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị. Và bây giờ Thanh Tâm xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.